chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên. Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm đón xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các cơ sở sản xuất chủ động nguồn cung sản phẩm OCOP phục vụ thị trường Tết. Nhiều hộ dân tại huyện Văn Giang sáng tạo cây cảnh độc lạ để phục vụ khách hàng dịp Tết. Công an huyện Quảng Châu đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Đình Dù, huyện Văn Lâm tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tới sự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giai đoạn 2021-2025, xã đã tập trung mọi nguồn lực để nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Đến nay, xã đã đạt 4 trên 4 nội dung tiêu chí. Tính từ năm 2015 đến nay, xã đã huy động được trên 300 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông thôn xóm, xây dựng trường học và các công trình phúc lợi, ủng hộ hơn 150 cây xanh trồng xung quanh khu vực hồ, khu trung tâm xã. Thu nhập bình quân đầu người của toàn xã năm 2023 đạt 75 triệu đồng một người trên năm. Cùng với đó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển rộng khắp. Phong trào xây dựng nông thôn mới được gắn với đô thị văn minh. Công tác xây dựng đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh luôn được quan tâm. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cũng trong sáng nay, tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu khai mạc kỳ thi. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kỳ thi có sự tham dự của 3 thí sinh đăng ký dự thi đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định, gồm Trần Tất Đạt, Chánh Thanh tra, Trần Thế Tiện, Chánh Văn phòng, Hoàng Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước đều thuộc Sở Tư pháp. Các thí sinh sẽ phải trải qua nội dung thi gồm 2 phần thi viết kiến thức chung vào ngày 20 tháng 1 năm 2024 và thi trình bày đề án vào ngày 27 tháng 1 năm 2024. Thí sinh tham gia dự thi phải đạt tối thiểu 50 trên 100 điểm ở phần thi viết kiến thức chung mới được tiếp tục tham gia phần thi trình bày đề án. Thông qua kỳ thi này, Hội đồng thi tuyển mong muốn lựa chọn cán bộ và vị trí Phó Giám đốc Sở Tư pháp giai đoạn 2024-2029 có năng lực lãnh đạo quản lý điều hành, am hiểu sâu về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong, có uy tín xứng đáng với vị trí lãnh đạo quản lý được bổ nhiệm. Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh, đây là kỳ thi tuyển dụng cán bộ quản lý cấp sở đầu tiên của tỉnh nhằm thu hút trọng dụng tuyển chọn những người có trình độ, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo quản lý để đóng góp sức lực trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Đồng thời, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy của kỳ thi, bình tĩnh, tự tin, phát huy khả năng kiến thức, nghiên cứu, học hỏi được, vừa thể hiện được tư duy, năng lực sáng tạo, tự hiểu biết kiến thức chuyên môn vận dụng vào thực tiễn, vừa có cơ hội đề xuất những giải pháp mang tính sáng tạo cá nhân. Thông qua đó, để tỉnh tuyển chọn được những cán bộ thực sự có tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo, khả năng vận dụng giữa kiến thức lý luận và công việc cụ thể, kiến tạo phát triển, tạo đột phá trong xu thế đổi mới và phát triển của tỉnh. Các thành viên hội đồng và bộ phận giúp việc tổ chức thực hiện công tác coi thi, chấm thi một cách nghiêm túc, công tâm, khách quan, minh bạch. Sau đây là thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ngày 9 tháng 1 năm 2024, sau khi nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về việc tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thực hiện việc tặng quà đảm bảo đúng tiêu chuẩn đối tượng, rà soát kỹ lưỡng, không để thiếu sót trùng lặp người được tặng quà.
chuẩn bị tiền quà Tết chuyển đến các đơn vị để các đơn vị chuyển đến các đối tượng theo quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 2 tháng 2 năm 2024, tức ngày 23 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy đi thăm chúc Tết và tặng quà các đồng chí nguyên thường trực tỉnh ủy và một số đồng chí cán bộ đảng viên tiêu biểu là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ động đi thăm tặng quà cán bộ đảng viên tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố phụ trách. Ban tổ chức tỉnh ủy chịu trách nhiệm thẩm định danh sách các đối tượng nhận quà, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định và chuẩn bị quà tặng cán bộ đảng viên tiêu biểu chuyển đến các địa phương và phối hợp với các cơ quan đơn vị để tổ chức thăm tặng quà đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh xong trước ngày 31 tháng 1 năm 2024, tức ngày 21 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý. Nhờ tích cực tuyên truyền để người dân nắm được thông tin, hiểu được những lợi ích mà chủ trương này mang lại, các tầng lớp nhân dân đã đồng thuận hưởng ứng. Ghi nhận tại huyện Yên Mỹ là một trong những địa phương có nhiều xã trong diện sắp xếp trên địa bàn tỉnh. Khi biết xã mình trong diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, ông Phan Văn Quỳ ở thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ không khỏi lo lắng. Sau khi tìm hiểu kỹ về mục đích của việc sắp xếp, lại được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích, ông nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nên đã đồng thuận nhất trí cao. Tôi thấy nó có nhiều lợi ích, tiết kiệm cán bộ, tiết kiệm ngân sách cho nhà nước. Đủ trước kia ba xã thì là 6 bí thư chủ tịch chẳng hạn, thế bây giờ chỉ còn có một bí thư một chủ tịch, tức là rút đi được là rất nhiều. Xã Minh Châu có diện tích tự nhiên là 3,43 km² với 5.400 nhân khẩu, thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Dự kiến sẽ sáp nhập 3 xã là Minh Châu, Việt Cường và Yên Hòa. Ngay sau khi nhận được hướng dẫn của huyện Yên Mỹ, xã Minh Châu đã tiến hành rà soát thông tin, tìm các tài liệu kiểm chứng về thành lập đơn vị hành chính, địa giới, quy hoạch. Xã luôn chú trọng tuyên truyền chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, cung cấp đầy đủ chính xác thông tin đến mọi người dân. Xã Minh Châu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch lộ trình cho sáp nhập xã giai đoạn 2023-2025 và Đảng ủy đã có nghị quyết giao cho các chi bộ, các ngành đoàn thể và các thôn tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ cũng thuộc diện phải sắp xếp. Xã có diện tích 6,07 km² và quy mô dân số 8.000 người, dự kiến sẽ sáp nhập với xã Nghĩa Hiệp. Để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, xã đã lồng ghép chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính vào các cuộc họp của thôn, xã, tuyên truyền ngày 2 lần trên loa truyền thanh. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên cũng chủ động tuyên truyền đến gia đình, người thân, tránh những thông tin sai sự thật gây hoang mang, lo lắng trong đời sống người dân. Xã thì cũng đã thành lập ban chỉ đạo để trực tiếp chỉ đạo, thành lập các cái tổ giúp việc, tổ lấy ý kiến cử tri, nhân dân thì cũng rất là ủng hộ cái chủ trương. Đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, toàn huyện Yên Mỹ có 9 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 là Minh Châu, Việt Cường, Yên Hòa, Giai Phạm, Nghĩa Hiệp, Tân Việt, Lý Thường Kiệt, Trung Hưng và thị trấn Yên Mỹ. Sau khi sắp xếp, dự kiến sẽ giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã và 4 đơn vị hành chính cấp xã được thành lập mới. Giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có 35 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, trong đó có 10 đơn vị đặc thù đề nghị không sắp xếp. Thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính và tác động tới 17 đơn vị hành chính liền kề, tổng 42 đơn vị hành chính. Dự kiến sau giai đoạn sắp xếp này, tỉnh sẽ giảm 22 đơn vị hành chính và có 20 đơn vị hành chính cấp xã hình thành mới. Khi đó, toàn tỉnh sẽ có 139 đơn vị hành chính cấp xã. Các đồng chí lãnh đạo các huyện, đặc biệt là các đồng chí chủ tịch các huyện là trưởng ban nhé, chỉ đạo thực hiện cái việc sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, không thể nơi nào, không được xem nhẹ mà đặt lên hàng đầu trong giai đoạn này. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Tuy nhiên, đây cũng là việc khó, nhạy cảm, tác động đến nhiều lĩnh vực. Hơn bao giờ hết, cần sự đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân để việc sắp xếp đạt hiệu quả,
tạo không gian phát triển thuận lợi cho các địa phương. Tính đến hết năm 2023, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hơn 260 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký thực hiện gần 320 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 314 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 6,2 tỷ đô la Mỹ và 3 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án FDI thứ cấp tại các khu công nghiệp là 696 ha. Hiện nay có 21 quốc gia vùng lãnh thổ đã đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhật Bản dẫn đầu với 146 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,8 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc đứng thứ hai với 64 dự án, Hồng Kông, Trung Quốc đứng thứ ba với 25 dự án. Các ngành nghề lĩnh vực đầu tư chủ yếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, hoạt động kinh doanh bất động sản, sản xuất ô tô và xe có động cơ khác, công nghiệp chế biến chế tạo khác, sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu. Tại các khu công nghiệp đã có 258 dự án FDI đi vào hoạt động, tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp FDI hiện nay khoảng 62.000 người. Để đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm, nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Kim Động đã và đang gia tăng sản xuất, chủ động nguồn hàng cũng như triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Những ngày này, không khí làm việc tại Hợp tác xã Rượu Thành Nhàn, xã Nghĩa Dân hối hả hơn khi phải chuẩn bị lượng hàng nhiều gấp 5-6 lần so với dịp Tết Nguyên đán năm ngoái. Với gần 20 năm hoạt động sáng tạo ra những dòng rượu ngâm hoa quả truyền thống, sản phẩm rượu nếp cánh hoa vàng, rượu dừa, rucota, đào công thành của Hợp tác xã đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Bên cạnh đó, các thương hiệu rượu nếp sữa, rượu nếp cẩm, rượu mơ rừng, rượu đong đong cũng được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, đặt hàng làm quà tặng biếu Tết. Năm 2024 này thì cái sự tăng trưởng của Hợp tác xã chúng tôi lên đến gấp 5 gấp 6 lần so với dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, được thị trường đón nhận tốt và rộng rãi thì chúng tôi cũng rất là có động lực để mong muốn là cái sản phẩm OCOP này sẽ càng ngày càng lan tỏa đến các thị trường rộng hơn. Thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú ở xã Phú Thịnh cũng đang tất bật hoàn thiện các đơn hàng được khách đặt làm quà Tết. Công ty đã phải tăng cường nhân công để kịp trả hàng đúng hẹn. Ngoài năm sản phẩm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao. Dịp này, công ty ra mắt sản phẩm mới là Yến Trưng Đông Trùng Hạ Thảo giúp tăng hiệu quả sử dụng cho khách hàng, đồng thời nâng cao giá trị cho mỗi set quà tặng. Bên cạnh đó, mẫu mã các hộp quà cũng được quan tâm thiết kế mang tính sang trọng. Được thị trường đón nhận thì chúng tôi cũng rất là mừng. Hiện nay thì chúng tôi đang cố gắng là phát triển và đưa ra thị trường ngày một nhiều hơn nữa để cho mọi người dân được sử dụng cái sản phẩm tốt hơn. Huyện Kim Động hiện có 37 sản phẩm OCOP, trong đó hầu hết là nông sản thực phẩm chế biến. Đây đều là các mặt hàng thích hợp để làm quà biếu và tiêu dùng trong dịp cuối năm. Sự chủ động sẵn sàng phục vụ nhu cầu thị trường tiêu dùng dịp Tết từ các chủ thể, các sản phẩm OCOP huyện Kim Động sẽ giúp khách hàng có thêm nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm OCOP chất lượng với mẫu mã phong phú, đa dạng. Thị trường cây cảnh Tết năm nay ở huyện Phan Giang có rất nhiều điểm nhấn với những tác phẩm độc lạ khổng lồ hút mắt khách hàng, trong số đó có loại giá trị hàng trăm triệu đồng. Từng có hơn 20 năm gắn bó với cây trà, anh Trử Văn Biên được mệnh danh là vua trà đất Phụng Công bởi anh trồng nhiều trà và có kỹ thuật tạo tác cây xếp hàng nhất nhì trong xã. Qua bàn tay của anh, những cây trà được tạo thế đẹp độc lạ năm nay. Những cây hoa trà truyền thống được anh ghép mắt hoa trà lên các thân cây sở cùng họ với hoa trà, có chiều cao từ 3 đến 7 mét để tạo nên những cây trà khủng, khoe sắc đón xuân, phục vụ nhu cầu khách hàng có khuôn viên trang trí rộng. Một cây trà trồng tự nhiên chỉ có giá bán từ 1 đến 5 triệu đồng, nhưng cây trà bonsai, trà thế tại vườn nhà anh Biên lên tới hàng trăm triệu đồng. Những cây sai như này thì chưa ai dám làm, bởi vì nó chi phí cũng lớn, thời gian mình chăm sóc nó và cấy ghép để cho thành một cây rất là lâu, khoảng 5 năm thì mới ra được sản phẩm. Khi một số cây gia đình đã làm thành công rồi thì khách hàng là rất thích. Để chào đón năm Giáp Thìn,
nhiều hộ dân làm nghề hoa cây cảnh xã Liên Nghĩa kỳ công sáng tạo kiểu dáng độc lạ bắt mắt cho các loại cây cảnh có múi truyền thống như từ cây quýt, những người làm vườn mạnh dạn uốn thành hình con rồng lạ mắt, tạo dáng thành hình lọ lục bình, trái tim, thỏi vàng, chiếc lọng với kích thước khổng lồ, trung bình cao từ 3,2 đến 3,5 mét, có giá dao động từ 20 đến 30 triệu đồng một đôi, có ý nghĩa mang lại may mắn, sung túc trong năm mới. Từ cây bưởi đơn thuần, nhiều nhà vườn đã mày mò nghiên cứu thành những dáng cây độc đáo, mang ý nghĩa biểu trưng với chủ đề khác nhau như dấu ấn thời gian, vươn mình bay xa, niềm tin và hy vọng để tạo điểm nhấn cho các tác phẩm cây cảnh. Cây bưởi phải có chiều cao trung bình từ 5 mét trở lên. Chậu trồng bưởi cũng được thiết kế độc đáo thành hình thuyền rồng, xe ô tô, đồng hồ. Thực ra là cũng chưa gặp bao giờ. Lần đầu tiên mình thấy là ấn tượng. Tôi thấy là cái lạ nhất là ở đây là nhất là to, thứ hai là đẹp. Mình cảm thấy là người thợ làm rất kỳ công. Không phải ai cũng làm được đâu, là chỉ thấy ở đây mới có thôi. Khách hàng là bây giờ cũng là tìm thấy những cái độc lạ mà trên thị trường chưa có, thì người ta sẽ thích thú hơn. Sang năm là năm rồng thì là nhà vườn cũng có tạo ra được một đôi, tạo ra 10 cái thỏi vàng. Nhà vườn đã bán, người ta đã chuyển đi rồi. Bây giờ chỉ còn lộc bình. Lộc bình thì như nhà vườn của mình thì cũng đã bán hết, nhưng đây chỉ chờ là ngày nào là khách mang đi thôi. Bên cạnh những cây cảnh có múi, một số nhà vườn của huyện Văn Giang trồng cây đu đủ bonsai, trồng mía cảnh trong chậu, thu hút nhiều khách hàng. Với bàn tay tài hoa, trí tưởng tượng phong phú, các nghệ nhân luôn cố gắng đa dạng các sản phẩm để mang đến nét độc lạ cho người thưởng lãm và cũng là thu vui dịp Tết. Đây không chỉ là cách quảng bá hiệu quả mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giúp các làng nghề hoa cây cảnh của huyện phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp đêm giao thừa tại 7 điểm gồm thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 5 huyện Văn Giang, Văn Lâm, Quái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương sẽ tổ chức chương trình văn nghệ và trưng bày chuyên đề chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024, chợ Tết quê. Trong dịp này còn diễn ra nhiều hoạt động khác như triển lãm thư pháp, hát ca trù chống quân, tuyên dương học sinh xuất sắc, tổ chức các giải thi đấu thể thao. Thưa quý vị và các bạn, dịp cận Tết là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân cũng như nhu cầu về các loại hình dịch vụ tăng cao, đặc biệt là những loại hình dịch vụ như nhà hàng, nhà nghỉ, karaoke. Đây cũng là những loại hình dịch vụ kinh doanh tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Quái Châu đã quyết liệt tăng cường ra quân kiểm tra, rà soát những tụ điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ngoài việc treo biển nội quy, quy chế thực hiện nghiêm về an ninh trật tự cũng như phòng cháy chữa cháy tại khách sạn, chị Tuyết thường xuyên được lực lượng công an địa phương tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm về đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng cháy chữa cháy. Không chỉ khách sạn nói trên, nhiều cơ sở kinh doanh các loại hình nhà nghỉ, nhà hàng cũng được lực lượng công an xã thường xuyên tăng cường kiểm tra về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Nhà em chấp hành tất cả các nội quy của nhà nước đề ra, ví dụ như là không tụ tập cờ bạc hay là chơi bời bạc, không tiếp tay cho bất kỳ một hành vi nào trái pháp luật. Cảm thấy có nghi ngờ thì bọn em cũng sẽ báo lên cơ quan công an. Lực lượng chức năng cũng như chính quyền địa phương có đến kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở về vấn đề an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cũng có ký cam kết đảm bảo an toàn cho khách nghỉ lẫn bản thân chúng tôi ở đây. Cơ sở chúng tôi thì có ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực. Là xã phức tạp về an ninh trật tự do lượng dân số đông với trên 15.000 dân, trong đó có khoảng 8.000 dân số cơ học là công nhân cũng như sinh viên về lao động học tập tại các công ty, trường đại học cao đẳng. Xã Dân Tiến hiện có 7 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, 4 cơ sở kinh doanh karaoke và trên 40 nhà hàng quán ăn chủ yếu tập trung tại trung tâm thương mại của xã. Vấn đề về đảm bảo an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội được cấp ủy chính quyền, lực lượng công an xã đặc biệt chú trọng, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán đang đến gần. Giao trách nhiệm cho công an xã là tổ chức là tuần tra ban đêm cũng như là tuyên truyền ký cam kết như những nhà hàng, quán ăn, các quán karaoke, rồi các hộ kinh doanh nhà trọ để đảm bảo được cái an ninh trật tự trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Công an huyện Khoái Châu đã tổ chức ra quân đồng loạt với 100% quân số, với trên 200 cán bộ chiến sĩ thuộc 9 đội công tác, công an 25 xã thị trấn. Qua đó, trong vòng một tháng ra quân đã xác lập triệt phá được nhiều chuyên án, phát hiện xử lý hàng chục vụ án về ma túy, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, về trật tự an toàn giao thông và vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý trên 200 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 400 triệu đồng. Mức xử phạt của người tham gia giao thông khi uống rượu bia thì rất là cao. Bản thân em và tất cả người dân bây giờ cũng đã có ý thức khi tham gia giao thông là tuyệt đối là không uống rượu bia. Đội cảnh sát giao thông của huyện Quỳ Châu đã tổ chức các tổ tuần tra, lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường, khung giờ, tập trung nhiều người ăn nhậu, phối hợp với các công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện về tại các đường liên xã, liên thôn để tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.